Cá lóc bộ nướng anh chị ơi, chị ơi, anh ơi, con ơi. Hôm nay cúng thổ địa nè, là cúng cá lóc nướng, cá lóc nướng mắm nêm. Tục đó hồi xưa nay có mấy đời rồi, mình gì là kể như đời thứ mấy rồi. Cá lóc heo quay nè, với lại cua, với lại tôm, với lại có khi là có vịt quay cũng có khi có khô mực cũng có luôn, là năm tứ. Cốc ngon phải nướng cho đều, nướng cho vàng đều nó mới ngon. Còn mình nướng mà không, nó không có vàng này kia, nó không chín tới rồi người ta bỏ, nó phí. Mình phải nướng cho đều, vàng đều rồi người ta ăn nó mới ngon. Đó. Mỗi năm đều bán như vậy anh ơi. À, bán ngày sáng bây giờ có khoảng 200 con à. Tôm đây,